Bây giờ á là 2 giờ trưa rồi, mới được ăn bữa sáng, mới ăn bữa sáng đến giờ á. Mà các bạn xem này, bây giờ là 2 giờ trưa mà thấy Jimmy nó mới như có 6 giờ sáng vậy. Trời nó rất là âm u, nó rất là sương mù, rất là mát. Bây giờ á mình sẽ lại cái quán ăn này nè. Mà Bảo Ngư ơi, như là em ăn cái này rồi phải không? Ngư. Em ăn chỗ này rồi phải không? Ừ, đúng rồi, em buồn ngủ quá. Mình biết chứ Bảo Ngư bây giờ rất là buồn ngủ nên ăn xong sẽ được ngủ chút xíu, xong rồi sẽ đi quay tiếp cho có nhiều video cho các bạn. Chỗ này ôi trời, cái lẩu này nó ngon quá. Ui, chỗ này là như là bán lẩu phải không? Lẩu ngon lắm, vừa hơn cái lẩu cá hồi với cá tầm là nổi tiếng. Wow. Bây giờ Viên với Ngư sẽ vô ngồi xuống rồi khi đồ ăn ra mình sẽ review nhé. Vì với Ngư á, để vô trong quán ăn rồi nè. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi đằng sau, em trong quán ăn đằng sau nha. Màu mè, quá trời màu mè rực rỡ. Và có mấy tấm hình rất là dễ thương luôn. Để mình kiếm cái tấm hình cho các bạn xem nhé. Nè các bạn xem nè, người dân tộc rất là dễ thương luôn. Ngư hồi nãy mình quên giật cái túi sách nè con. Coi chừng ngoài giật cái túi sách đi. Quên. Quay MV á cưng. Quay mặt lên Ngư. Lấy cái đồ bông đó luôn á. Ủa, lấy đồ bông đi. Từ 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 chút nay lấy. Con đem cái nhỏ xíu thôi. Ừ, cái đó cũng được. Cái đó nhỏ xíu thôi á. Dán cái tóc một bên qua em. Gọt lên nó bị tròn cái mặt dữ lắm. Đi bắt cảm giác cái lửa tay nó nặng. Y như là tết luôn á. Anh đó hả? Thôi. Em thấy cái nào cũng màu đỏ. Chứ lên mặt chứ lên. Đâu 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 đâu. Không nói gì mỗi năm còn ngại. Là bá. Bá quấn cái áo con không à? Chứ thôi chú làm đổi cái áo thôi. Thôi. Nhiều lắm chứ làm đang lạnh. Ủa có đeo cái dây này không tụi con? Mấy cái dây này nè. Dạ, cái này đủ rồi. Mình đi xuống đây là được rồi. Rồi, mình đi đường. Anh cứ đếm người nha. Chú hết gần rồi mà chú bảo chú chưa già. Nhìn cái mặt chú mà chú đã không già. Tát vỡ mồm chú. Đây còn là trẻ sơ sinh à? Khánh bị ấy rồi. Đẹp mà đúng không? Qua máy luôn. Cái gì rồi từ từ rồi dừng lại cho chị. Một hai ba. Sophie cái nó kiểu như là đi qua luôn nè. Đúng rồi, đúng rồi. Hát lại ánh sáng. Dở cái chèo cái đó đàng hoàng, chú chụp hình nè. Rồi chụp đi, chụp đi. Ra viện chưa? Dạ đây. Rồi hai đứa giao lưu nhau để bắt đang quay đó. Nào. Nhìn đây. Nè, diễn không? Mẹ dễ với hai đứa con. Diễn người. Cái mặt không giữ. Chị này chỉ với em, nhìn chị Vi mặt không giữ. Đây hai. Hát con tắm cám. Con nào là tắm, con nào là cám thì không biết. Tắm nè. Ok. Rồi, nè, dạ đây. Rồi, quay mặt đây cho bác nghe đi. Được anh Khánh không được thôi Khánh ơi, rồi dừng đứng rồi. Đi thôi khỏi Khánh ơi. Vậy là sai quốc cục cái tranh thôi, để như cũ lên Khánh ơi. Hả? Ba người. Xin đi. Ừ, anh thấy rồi, thành kêu rồi.
không? Rồi, máy xong rồi. Máy xong, nhạc. Đưa rồi, mày. Vừa rồi, đừng cao quá. Biệt nữa. Hồi đó đó chỗ này nè là một cái nhà thủy điện mà bây giờ á nó trở thành một cái khu để diễn văn nghệ cho tất cả mọi người cùng đến đây thưởng thức. Đúng rồi. Đằng sau với Ngư này là có một cái sân khấu trang trí rất là lộng lẫy long lanh lồng lộng lấp lánh. Đúng rồi. Rồi bây giờ với Ngư á sẽ cho các bạn á xem mấy tấm ảnh của nơi này trước đây. Rồi đi xem nhé. Rồi đây là chỉ là mấy tấm ảnh thôi nha. Wow. Ở đây có một cuốn. Ở đây là một cái cuốn album mà về cái khúc này. Đúng rồi. Mình xem tấm hình tiền tấm hình nha. Mở lên cái này. Wow. Đây là Sapa Town của năm 1916. Thị trấn Sapa bắt đầu xây dựng. Sapa Town begin building in. Đúng rồi. Bây giờ tới năm này, năm nọ, qua từng năm, tức là cái khu này đã rất là lâu rồi. Đúng từ rồi. Năm 1916. Không, nói trước luôn á chị. Trước nữa hả? Phan Hoa Cách Trang đầu tiên là như đây. 1916. Cho tới bây giờ là năm 2021 là bao nhiêu năm chị? Tiếng 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 tiếng. Nói chung là cũng khá là lâu rồi các bạn. 105. Chị tính sao 105? Nè giờ chị tính 120 mấy lần á, tại vì 1916 tới 2016 là 100 năm. 2021 à. 2021 16 mà 25. Thì đúng rồi. Là 1921. 105 hả? 105 em ơi, sao ở đâu vậy? Anh làm thế đó đâu? 105. Các bạn ơi, thấy như giỏi toán gì không? Thôi để cái tiếp nè. Các bạn ơi, mình những hình đây, đây là hình trắng đen, nhưng qua thời đại 4.0, 5.0 gì đó thì sẽ có màu. Rồi bắt đầu có người đến chụp hình và chim nữa. Nói chung là cái cuốn album này là một cái timeline của nơi Sapa. Cát đấy. Bụi, ổ lộn, cát mùa hoa cải. Mấy xin nữa đọc cát bụi cuộc đời. Đây là những cái người tới khi vũ. Bây giờ album này càng ngày nó sẽ càng sẽ bỏ sim nhìn. Sở đây là khoảng năm 2020 nè, bây giờ tới thời bây giờ. Bây giờ chị Ngư hy vọng mấy năm sau nữa sẽ có hình của hai chị em chúng ta ở trên cuốn album này. Đúng rồi. Mình đúng rồi. Bây giờ sẽ cho coi thêm mấy tấm hình cổ nữa nha. Coi xong rồi chúng ta sẽ đi ăn tối. Đúng rồi. À. Đây. Đây có rất là nhiều tấm hình. Đó. Đây là tấm này là đầu phố Mường Ba năm 1940. Còn đây là Sapa Town. Đây nữa, ngoài ra cũng có những cái chấm chiên nhỉ? Không biết gọi sao nữa, nhìn như nó là chấm chiên. Rồi những cái mảnh vải mà được kết theo cái đầm giống như vậy cũng được treo rất nhiều trên sân khấu. Đúng rồi các bạn ơi, các bạn nhìn nè. Cái này ta dựng lên giống như hồi xưa vậy đó. Được trang trí rất là phong phú bằng những cái đồ vật rất là đơn giản. Cái này là như là một cái chấm đó các bạn. Ừ. Đây là cát cát gì? Cát cát. Cái local dance là một làm cái giống như là kiểu, cho người địa phương kiểu nhảy dân tộc của cho người địa phương đúng không? Local phương là chị Vy nhớ cái bình rượu này không? Mình từng uống một lần ở Buôn Ma Thuột nè. Các bạn cũng xem miếng nhé. Các bạn có muốn nha. Rồi bây giờ ở đây là một căn phòng nên không có được hút thuốc đâu. Rồi, đây là no smoking. Rồi các bạn nè, đi lên đây nè, đi lên cầu thang nè. Em lấy nó ngắn cái nha. Năm của tôi đã làm gì?
cho ngày sinh ra tôi. Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen phải mình? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua, buồn vui thế nào, có giận hơn, có thương tha, hài lòng hay thất vọng, trong thần thường hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần vẫn lại mỗi nụ cười vẫn nở trên môi. Thật không thất bại, chỉ là chuyện đã cũ thôi. Đón chào năm mới. Năm qua tôi có được gì sau những lần trong chơi? Năm qua tôi đã